me shiny, wash your water. Internet love come from internet world. What? Shiny, wash your. Câu chuyện đầu tiên thì nó có một câu chuyện tiếp theo, nhưng đến một câu chuyện đầu tiên là nó sẽ có nội dung liên quan với nhau, là khi mà nhóc nó đã biết yêu rồi thì nó sẽ có cảm giác gì là một yêu một người mà nó không yêu được thì mình cảm giác gì là chết đúng luôn vô luôn phải hỏi anh gì đó anh cái gì. Chính xác không? Chính xác là khi mà mọi người mình đã cảm thấy mình đơn phương một người nào đó thì mình sẽ cảm thấy dù nó chửi mình cũng thấy cảm thấy dịu dàng nữa, đúng không? Bây giờ là cái bài này tên là Dịu Dàng. Đây là một bài mới của mình. Hey, I'm gonna make it happen.
JBS online. Yeah. Dù sao em là ai thì mai cũng sẽ nhận file, bởi sao phải vậy rồi. Khoan. Bây giờ hôm nay đây là một số này đó mình gửi đến em, mình thay mọi người một bài nữa, một bài rất là cháy. Ok. Hôm nay là lần đầu tiên mấy xin nói cho bắt tay bạn này gái rồi. Anh em shout out cho tất cả người anh em lên gái rồi hòa, tại vì anh em lên gái rất là cháy với mọi người. Ok. Và hôm nay mình đi cũng không phải là mình đi tới mình nữa, mình có một số người anh em của mình ở đây nữa. Và mình cũng không muốn nhắn gửi gì cho tất cả anh em gì bằng là tất nhiên mình là một người đã có thể chơi hip hop cũng lâu lắm rồi, thì mình truyền đạt được cái gì cho những người anh em của mình thì mình truyền đạt thôi. Thì đó là những người anh em của mình mỗi ngày bình thường uống phê, đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà những cái mình trao dồi cho các anh em này thì mong anh em xem đây là phần biểu diễn đầu tiên của các anh em mình luôn. Mấy xin nói cái đầu rồi. Bây giờ là mình có một câu này muốn anh em nói chung với mình thôi. Cứ được chơi vào cuối tuần, hey, cứ được chơi vào cuối tuần, one go. Cứ được chơi vào cuối tuần, hey, cứ được chơi vào cuối tuần, hey, cứ được chơi vào cuối tuần, hey, cứ được chơi vào cuối tuần, cứ được chơi vào cuối tuần, cứ được chơi vào cuối tuần. Turn on, turn on the beat, turn on the beat. Highlight cipher. Let's go.